Tết Nguyên đán Giáp Thìn đánh dấu một giai đoạn khó khăn đối với ngành bất động sản. Khi thị trường sôi động, có những môi giới bất động sản bận rộn đến tận chiều 30 Tết, cố chốt căn nhà rồi ăn Tết to. Năm nay, đã có không ít môi giới dục dịch về quê vì công ty đóng cửa nghỉ Tết sớm. Thậm chí, thời gian đi làm trở lại còn chưa biết là khi nào. Trong bối cảnh kinh tế đầy biến động, nhiều môi giới bất động sản đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn về tài chính khi không chỉ thiếu vắng các giao dịch mới mà còn không nhận được lương cứng và hoa hồng như thường lệ. Tình hình này cũng ảnh hưởng đến khoản thưởng Tết, một phần quan trọng của thu nhập hàng năm mà họ kỳ vọng. Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cứ vào mỗi dịp cuối năm, cận Tết Nguyên đán, nhiều công ty bất động sản lại tổ chức hàng loạt các chương trình bán hàng, kích cầu thị trường nhằm thu hút các nhà đầu tư sử dụng dòng tiền nhàn rỗi dịp cuối năm để mua bán bất động sản. Tuy nhiên, trái ngược với các năm trước, thị trường bất động sản năm nay thể hiện sự ảm đạm từ đầu năm 2023 cho đến cuối năm, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các công ty môi giới, nhân viên kinh doanh rơi vào tình cảnh thất nghiệp. Vì điều này nên xuất hiện kỳ nghỉ Tết kỷ lục của ngành bất động sản. Tạp chí Người Đưa Tin dẫn lời anh Phan Minh Nghĩa, ngụ Bình Thạnh, nhân viên môi giới cho biết, công ty tôi đã cho nghỉ từ ngày 5 tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, để mọi người về quê sớm. Những năm trước, cứ cuối năm thì mọi người đều chạy hết công suất để bán hàng, tìm nguồn khách mang tiền nhàn rỗi đi mua nhà dịp cuối năm. Tuy nhiên năm nay, từ đầu năm đã khó tìm được người mua nhà đất, duy trì đến tận bây giờ nhưng không mấy khá hơn nên buộc phải cho nhân viên môi giới nghỉ sớm. Chị Lê Thị Hoa, nhân viên của tập đoàn Xanh Khôi cũng cho biết, năm nay tập đoàn này không có nhiều nguồn hàng để bán, cắt giảm nhân sự, trong đó nhiều nhân viên môi giới cũng được cho nghỉ việc. Chính vì vậy, dịp Tết Nguyên đán, nhân sự kinh doanh được cho nghỉ sớm và hết tháng riêng mới bắt đầu đi làm lại. Theo chị Hoa, việc về quê sớm cũng là điều tất yếu khi công ty không bán được hàng, không có hoa hồng. Nếu cứ tiếp tục bám trụ tại thành phố đến thời điểm cuối năm, vật giá leo thang, máy bay tàu xe tăng cao thì lúc đó lại không có tiền về quê. Đại diện tập đoàn Thắng Lợi Group cũng cho biết, từ ngày 10 tháng Chạp đã bắt đầu cho các nhân viên môi giới nghỉ việc. Chỉ còn lại ít nhân sự thuộc các phòng ban về hành chính tiếp tục làm việc. Năm nay, nhân viên môi giới được nghỉ Tết sớm nhất so với mọi năm vì ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Trong đó, nguồn khách không có, giỏ hàng không bán ra được nên cho nhân viên nghỉ sớm để về quê, tránh chịu những chi phí cao trong dịp Tết, đại diện tập đoàn Thắng Lợi chia sẻ. Còn ông Hà Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Trần Anh cho biết, hiện nay công ty này đã cho khối kinh doanh nghỉ Tết từ giữa tháng 12 năm 2023. Các khối khác trong công ty sẽ bắt đầu nghỉ từ giữa tháng 1 năm 2024 và còn lại các phòng ban vị trí chủ chốt cũng sẽ nghỉ Tết sớm hơn mọi năm. Năm nay tình hình kinh tế khó khăn, các sản phẩm bất động sản khó chào bán ra thị trường, lượng khách giao dịch cũng ít hẳn và hầu như không có nhu cầu. Công ty cho nhân viên môi giới nghỉ sớm để cơ cấu, giảm chi phí vận hành, ông Thiện cho hay. Theo tạp chí điện tử Đầu tư Tài chính, nhiều môi giới bất động sản đang phải đối mặt với tình cảnh không có lương cứng lẫn hoa hồng vì thiếu giao dịch mới, đồng thời cũng không nhận được thưởng Tết như mọi năm. Suốt cả năm 2023, anh Thành Đạt, một môi giới bất động sản 25 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, không bán được bất kỳ sản phẩm nào. Tôi chỉ mới bắt đầu tham gia thị trường bất động sản hơn 2 năm nay. Thời điểm tôi vào, thị trường cũng khó nhưng không đến mức khắc nghiệt như năm qua. Nhờ chốt được một căn hộ cho khách tại thành phố Thủ Đức vào đầu năm 2022 nên tôi mới cầm cự được đến nay. Kể từ đó tôi chưa có thêm một giao dịch nào, anh nói. Anh Đạt cho biết, năm 2022 công ty vẫn hỗ trợ lương cứng nhưng từ cuối năm 2022 đã bắt đầu cắt lương và chỉ hợp tác với môi giới theo hình thức cộng tác viên. Những môi giới mà tôi biết hiện ai cũng gặp khó cả, nhưng tìm công việc mới lại càng khó hơn. Nên tôi xem như thời gian này học hỏi cho thị trường hồi phục, khi đó mong là có nhiều cơ hội hơn, anh tâm sự. Còn về thưởng Tết Nguyên đán, anh Đạt cho hay, từ lúc đi làm đến nay chưa bao giờ được cầm tiền thưởng Tết và năm nay cũng vậy. Chỉ mong cho thị trường ấm trở lại, chứ thưởng Tết thì chắc chắn là không có rồi, anh nói thêm. Tương tự, anh Ngô Bảo, 24 tuổi, chuyên môi giới bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, công ty trước nay không có chế độ lương cứng hay thưởng Tết. Tuy nhiên, may mắn hơn anh Đạt, trong quý 4 năm 2023, nhờ một số dự án căn hộ tầm trung tại thành phố Hồ Chí Minh ra mắt, nên nhóm anh Bảo chốt được thêm vài giao dịch. Nhờ những giao dịch này nên Tết năm nay nhìn chung cũng tạm ổn, anh chia sẻ. Trong khi đó, từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Hậu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Asian Holding cho biết, đến nay vẫn chưa có kế hoạch thưởng Tết cho nhân viên. Tôi mở công ty 8 năm, 7 năm trước, năm nào cũng đều thưởng Tết cho nhân viên khoảng 1 đến 4 tháng lương. Riêng năm nay, tôi vẫn chưa lên kế hoạch vì tình hình công ty đang rất khó.
Nếu tình hình cải thiện, tôi có thể thưởng 1 tháng lương cho nhân viên, còn nếu không thì đành lòng không thưởng, ông nói. Ông Hậu cho biết năm 2023, doanh thu công ty giảm đến 80% so với năm trước. Bản thân ông rất muốn thưởng cho nhân sự nhưng tình hình thị trường không cho phép. Doanh số không có, trong khi công ty còn phải lo hàng loạt chi phí khác. Bên cạnh đó, Asian Holding cũng cho nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán dài hơn mọi năm. Năm nay, nhân sự nghỉ Tết 22 ngày, trong khi mọi năm chỉ được nghỉ vài ngày. Rất nhiều doanh nghiệp môi giới thậm chí còn cho nghỉ hơn cả tháng vì khó khăn. Ông nói thêm, tôi mở công ty 8 năm, 7 năm trước, năm nào cũng đều thưởng Tết cho nhân viên khoảng 1 đến 4 tháng lương. Riêng năm nay, tôi vẫn chưa lên kế hoạch vì tình hình công ty đang rất khó. Môi giới bất động sản mong đợi một loạt các sự kiện và thay đổi cụ thể trong năm 2024, ảnh hưởng đến cách họ làm việc và triển vọng của thị trường bất động sản. Tăng trưởng trong phân khúc nhà ở. Môi giới bất động sản đặc biệt lạc quan về triển vọng của phân khúc nhà ở trong năm 2024. Có một số yếu tố ảnh hưởng tích cực đến tình hình này. Trước hết, nhu cầu từ phía người mua nhà vẫn duy trì ổn định và thậm chí tăng cao hơn. Điều này có thể do những gia đình trẻ muốn có nhà riêng và sự ổn định trong thời kỳ bất ổn. Thêm vào đó, với việc làm từ xa và xu hướng làm việc tại nhà gia tăng, nhu cầu về không gian sống tốt hơn và thuận lợi hơn đã thúc đẩy nhu cầu mua nhà. Chính phủ cũng đã đưa ra các chính sách hỗ trợ để kích thích thị trường nhà ở. Việc duy trì lãi suất thấp giúp giảm áp lực tài chính đối với người mua và khuyến khích vay mua nhà. Ngoài ra, chính phủ cũng đã áp dụng các biện pháp giảm thuế và hỗ trợ cho những dự án phát triển nhà ở tầm trung, giúp giảm giá bán cho người mua. Phân khúc căn hộ tầm trung cũng được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Với dự án căn hộ đa dạng và các tiện ích khu dân cư, nó trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho nhiều người dự định mua nhà hoặc đầu tư. Sự phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất tại các khu vực trung tâm và ngoại ô cũng làm cho căn hộ tầm trung trở nên lôi cuốn hơn. Chính sách và quy chế mới. Môi giới bất động sản sẽ tiếp tục đặc biệt quan tâm đến sự thay đổi trong các quy định và chính sách liên quan đến bất động sản trong năm 2024. Những điều này có thể ảnh hưởng đến cách họ thực hiện công việc của mình và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Một trong những vấn đề quan trọng mà môi giới theo dõi là chính sách tài chính và lãi suất. Một biến động trong lãi suất cơ bản từ ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng đến mức lãi suất cho vay và vay mua nhà. Mức lãi suất càng thấp thì càng kích thích hoạt động mua bán bất động sản, nhưng cũng có thể gây ra sự tăng giá trong thị trường bất động sản. Môi giới sẽ phải đưa ra lời khuyên dựa trên tình hình lãi suất hiện tại và dự đoán. Ngoài ra, quy định thuế cũng có thể thay đổi và ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư và giao dịch. Chính phủ có thể thực hiện chính sách thuế mới để kiểm soát thị trường bất động sản hoặc khuyến khích đầu tư. Môi giới cần theo dõi những thay đổi này để thông báo cho khách hàng về tác động tài chính và thuế của việc mua, bán hoặc đầu tư vào bất động sản. Ngoài ra, quy định về kinh doanh bất động sản cũng có thể thay đổi để đảm bảo tính minh bạch và tránh gian lận. Môi giới cần nắm rõ các quy định này để tuân thủ và cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng. Thị trường khôi phục. Môi giới bất động sản hy vọng vào sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường trong năm 2024 sau một thời gian đầy khó khăn và không chắc chắn. Các sự kiện quốc tế và quyết định chính trị, chẳng hạn như việc tiêm vaccine và cải thiện tình hình dịch bệnh sẽ có tác động đáng kể đến tâm lý của người dân và doanh nghiệp. Sự tin tưởng trong nền kinh tế và thị trường bất động sản sẽ trở thành yếu tố quan trọng khiến cầu từ các nhà mua và thuê bất động sản tăng cao. Khả năng tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp cũng có thể tạo động lực cho những người muốn đầu tư vào bất động sản hoặc mua nhà ở. Điều này có thể thúc đẩy hoạt động giao dịch và động lực cho thị trường. Tuy nhiên, môi giới cũng nhận thấy rằng việc dự đoán và dự báo trong bối cảnh biến động vẫn khá phức tạp. Sự cân nhắc cẩn thận và đánh giá kỹ lưỡng về rủi ro và triển vọng sẽ luôn là điều quan trọng trong quyết định đầu tư và mua bán bất động sản. Điều này giúp người mua, người bán và môi giới tham gia vào thị trường với sự tự tin và hiểu biết rõ ràng về tình hình. Năm 2024 dự kiến sẽ đánh dấu một sự phục hồi cho thị trường bất động sản và môi giới bất động sản sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội và thách thức để cung cấp giải pháp tốt nhất cho khách hàng của họ và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp. Điều kiện thị trường của địa phương. Môi giới bất động sản sẽ tiếp tục tập trung vào việc đánh giá điều kiện thị trường địa phương và các yếu tố cụ thể trong năm 2024. Họ thấu hiểu rằng mỗi khu vực có sự biến động riêng biệt trong giá bất động sản, cung cầu và tình hình kinh tế, và điều này đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp lời khuyên cho khách hàng và định hình chiến lược kinh doanh. Một trong những yếu tố quan trọng mà môi giới sẽ xem xét là giá bất động sản. Giá có thể biến đổi đáng kể theo thời gian và địa điểm. Sự hiểu biết về xu hướng giá và dự đoán về hướng đi của thị trường sẽ giúp môi giới đưa ra các gợi ý hợp lý về mua bán hoặc đầu tư.
Cung cầu là một yếu tố quyết định trong tình hình thị trường bất động sản. Môi giới cần theo dõi sự biến đổi của cung cầu trong khu vực của họ. Nếu cầu cao hơn cung, giá có thể tăng lên và ngược lại. Điều này ảnh hưởng đến quyết định mua, bán và đàm phán giá. Tình hình kinh tế cũng là một yếu tố đáng xem xét. Thị trường bất động sản thường phản ánh tình hình kinh tế chung và tại mỗi khu vực cụ thể. Hiểu biết về tình hình kinh tế, việc làm và dự báo kinh tế sẽ giúp môi giới cung cấp thông tin hữu ích và phù hợp cho khách hàng của họ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.